chào chị. Ôi bây giờ đang nhìn da của chị rất là đẹp rồi. Chị có hồi hộp với kết quả nửa mặt của mình không ạ? Chị đang hồi hộp đây. Vâng ạ. Kết quả như nào? Vậy thì em không để chị chờ lâu nữa, thì em sẽ lấy gương để cho chị xem cái kết quả nửa mặt của mình nhá. Thì chị trước cảm, hết thì bác sĩ phân tích cho em kết quả nửa mặt thấy không ạ? Hơn không? Cái phần này có em xoăn hơn. Em chị gương ạ. Chị xem trước, chị nhìn hai bên để thấy thế nào. Ôi, khác hẳn này, đẹp hẳn lên ấy. Khác quá chị nhờ. Bên này nó đầy lên này em này. Vâng. Đầy cả cái rãnh dầu đúng không? Đúng rồi. Rãnh dầu và rãnh này. Đôi mắt. Cái nếp nhăn của chị này. Ở đây này em nói là cái đường viền hàm này. Nó săn hơn rất là nhiều rồi. Đúng rồi, khác biệt luôn em. Trong lúc làm chị có thoải mái không ạ? Thoải mái, chị còn nằm ngủ luôn ấy. Vâng ạ. Chị hơi nóng nóng một chút thôi. Là một trong những khách hàng được trải nghiệm cái công nghệ Bali nâng cơ siêu vi điểm mới nhất của thẩm mỹ quốc tế Bali thì chị có thấy hồi hộp không ạ? Hay là chị có lo lắng gì không? Có chứ, lần trước là chị chưa làm chị không tin đâu. Vâng. Chị nằm đấy chị vẫn lo là không biết là nó có đau hay là nó có ảnh hưởng gì không ấy. Vâng. Nhưng mà làm xong thấy đẹp mà trong quá trình làm thoải mái lắm. Vâng ạ. Đẹp hơn rất là nhiều đúng không ạ? Đúng rồi. Thì bác sĩ có thể phân tích giúp em là tác dụng của cái công nghệ này trên làn da của chị Hồng Anh được không ạ? Đây thì mọi người có thể nhìn trực tiếp ở cái MC hết cho mọi người xem, mọi người có thể nhìn trực tiếp cái phần mình chưa làm nhé. Vâng. Và mọi người nhìn thấy cái phần rãnh nó rất là sâu, nó đổ mồ. Ngoài đấy là cái nếp nhăn này. Vâng. Ở vùng mắt, vùng chân trên, điều đặc biệt của phụ nữ như lúc nãy mình nhấn mạnh mình tư vấn đó, chị đổ mồ xuống cái gò má của chị bị cao, cái phần này của chị bị chảy rất là nhiều, những cái phần họng này nó lại bị tập trung rất là nhiều, nó làm cái gương mặt của mình già và phần rãnh rồng rất là sâu. Nếu mà nhìn cái cằm của chị nó sẽ nhìn là giống hơi giống nam tính một chút xíu. Vâng ạ. Nhưng mà khi mà mình làm xong mọi người có thể nhìn thấy rõ rất là thon gọn đúng quý vị. Nó cải thiện rất là nhiều vâng luôn ạ. Cái đường viền hàm nó liếp hơn và đặc biệt là cái vùng bọng mắt và cái nếp nhăn đuôi mắt. Vâng, cải thiện hơn rất là nhiều. Tại vì đối với cái công nghệ nâng cơ siêu vi điểm này thì nó có một cái ưu điểm vượt trội hơn là mình sử dụng cái bước sóng mình bắn trong khoang miệng để mình kích thích mình tăng sinh collagen và đồng thời thì làm co rút và mình làm cho cái bó collagen này nó sẽ tăng sinh nhiều hơn. Cái bó cơ của mình khi mình sử dụng bên ngoài thì em sử dụng cái công nghệ chẳng hạn nâng cơ RF để em giúp cái da của chị nó lip hơn, nó săn hơn và cải thiện những cái nếp nhăn nhỏ li ti và những cái nếp nhăn ở cái vùng mắt và vùng mọng ngoài mắt của chị nữa. Chị Hồng Anh ơi, thì cái kết quả nửa mặt như thế này thì đã đúng với cái kỳ vọng của chị chưa ạ? Chị rất là kỳ vọng, bất ngờ luôn đấy. Vâng ạ. Em phải làm luôn cho chị đi cho nó đẹp hết luôn đi. Vâng ạ. Chị phải làm đẹp hết cả khuôn mặt mình luôn. Còn một thế nửa thì... như này vẫn thấy hồi hộp lắm. Vẫn hồi hộp đúng không ạ? Thế thì em không làm phiền chị nữa, thì chị có thể nằm xuống để bác sĩ làm nốt nửa mặt bên kia cho chị nhé. Em đỡ chị vâng ạ. Và quý vị thân mến, thì chúng ta hãy cùng xem lại cái hình ảnh cả mặt trước khi làm của chị Hồng Anh nhé. Đó, quý vị có thể thấy này, rãnh rồng khá là sâu và cái vùng đôi mắt nữa bị nhăn rất là nhiều, vùng bọng mắt này. Và sau khi được bác sĩ sử dụng công nghệ là Bali nâng cơ siêu vi điểm, công nghệ trẻ hóa từ trong khoang miệng độc quyền của thẩm mỹ quốc tế Bali, và chúng ta đã vừa được xem cái kết quả nửa mặt rồi. Và chỉ trong 30 phút nữa thôi thì chúng ta sẽ được xem cái kết quả cả mặt của chị Hồng Anh nhé. Và hẹn gặp lại quý vị trong 30 phút nữa thôi. Xin chào và gặp lại.